Đây là cái mic mà nó bị hỏng cái tự động đồng bộ tần số này. Đó. Thì bây giờ mỗi lần lệch tần số thì mình sẽ thử đồng bộ thủ công. Đây là em đã đồng bộ rồi này. Thì cái này nó mặc định là tần số 9 này. Đó. Bây giờ em nói là nó sẽ lên tên tiếng ở loa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alo, alo, alo. Đó. Thì bây giờ là trong quá trình sử dụng thì khách sẽ vô tình làm lệch tần số này. Đây em làm lệch tần số đi nhé. Đó. Thì em chỉnh về 6 này. Đó, thì khi chỉnh về tần số khác cái là lập tức cái đèn này nó nhấp nháy và nó không kết nối nữa. Đó, cái đèn này nhấp nháy này không kết nối này. Thì bây giờ mình sẽ không sử dụng được micro nữa này. Alo, 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 1, 2, 3, 4, không được này. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành là đưa nó về cái tần số 9. Đó. Thì mình ấn CH một lần này. Cho nhấp nháy cái đèn 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 này, đó, nhấp nháy cái tần số này. Đây nhá, em ấn nhấp nháy này. Đó, khi nhấp nháy thì mình sẽ điều chỉnh lên này. Ấn nút lên này hoặc xuống này. Lên này hoặc xuống này. Để cho nó về cái tần số 9 này. Đó, khi về tần số 9 thì đợi một lát. Đó, thì hai thiết bị này nó sẽ kết nối với nhau. Và bây giờ có thể sử dụng được luôn này. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alo, alo. Đó. Đấy, thì anh sẽ hướng dẫn khách như vậy giúp em nhé. Nếu mà khách làm lệch tần số, khách làm lệch tần số thì mình sẽ hướng dẫn là khách điều chỉnh tần số về số 9. Đó. Thì mỗi cái mic này nó sẽ có một cái tần số cố định. Đó, cố định để mình có thể điều chỉnh thủ công được về. Khi mà bị mất cái chức năng đồng bộ cái tần số này. Tự động đồng bộ tần số này mất chức năng đó thì mình sẽ làm thủ công. Ban đầu mình sẽ phải dò tìm cái tần số của nó. Đó, rồi sau cứ cứ cái tần số đấy mà mình đưa nó về thôi thì nó sẽ khớp. Đây em sẽ đưa nó về này. Em đã đưa nó về số 9 này. Rồi đợi một chút. Đó, là bắt rồi. Alo, alo, 1, 2, 3, 4.